Các bác nhìn xem, nó sừng sững như một siêu mấu luôn. Em là một siêu mấu Onkyo. Riêng đối với Onkyo thì thương hiệu quá nổi tiếng rồi. Từ những dàn đến những bộ dàn 5.1 rồi dàn mini rồi là những bộ âm thanh của Onkyo. Nói chung là về chất lượng âm thanh thì dòng Onkyo thì nó quá nổi tiếng rồi. Không phải giới thiệu nhiều cho bác. Mà em bây giờ em chỉ quay vào cho các bác là nhìn nó đẹp không đẹp, số nó đẹp hay không đâu, nó dễ. Đây là đô la Onkyo có model là D602F. Onkyo đây ạ. Quay gần cho các bác luôn này. Onkyo D602F được chưa? Đặc biệt là con này lỗ thông hơi nhé, phía trước. Các ngồi tí cho bác nhìn cho nó rộng. Đấy, lỗ thông hơi phía trước. Dòng này còn không hay nữa thì bác biết rồi, bác biết là những đô la Onkyo nó chỉ là loa book sale, loa book sale thôi, nó nhỏ đấy, nó chỉ tầm khoảng 30 cm chiều cao đấy. Mà nó đã 3 4 triệu 5 triệu rồi, chưa phải nói những đôi này. Bác nhìn đôi em nha, đây là đôi D602F ạ. Con này chắc mình bê một một chiếc đi 100 m vẹo hết cả lưng này. Đôi này có mức giá là 7 triệu 9. Em kênh của em là cứ báo giá luôn, không thích úp mở, không thích gọi xong anh em mình vào eBay. Mẹ em bán hàng ghét nhất là eBay, em đi mua online thì em thấy eBay phát em lượn luôn, không bao giờ trả lời một câu nào, không hỏi một câu nào nữa. Bởi vì đã bán hàng bây giờ thời 4.0 cứ công khai đấy, các bác cảm thấy hợp túi tiền thì bác lấy, các bác cảm thấy là ôi nó cao quá thì thôi tìm chỗ thấp hơn không có sao cả, để cho nó thuận mua vừa bán cho nó dễ dàng. Và em bán hàng online các bác chú ý hộ em nha, các bác xem hàng hộ em ạ. Em quay đôi đấy em gửi đôi đấy, nên vì vậy em sẽ quay gật thật gần chú ý cho hộ em, chứ để tránh vì bán online nó rất là phức tạp, nó không như các bác là đến từ tận nơi, nên là em cần các bác phải xem kỹ clip em giới thiệu đấy. Để cho mọi người lấy hàng nó làm sao nó cảm thấy nó thoải mái, chứ không là nhiều lúc em báo cáo các bác là những đôi loa như này tình trạng vỡ sứt lớn như nào em báo hết, em sẽ báo, nên có nhiều bác không xem đấy, cứ nhảy vào chuyển cho tôi. Có những đôi loa trị giá 10 triệu thấy em bán có 6 triệu 5 triệu vào phát thấy chuyển cho tôi, xong về tại sao nó vỡ nó sứt này, bảo em có báo chứ không, nếu nó không vỡ sứt thế thì nó phải 10 triệu chứ làm gì có 6 triệu đúng không. Nên là em rất cần các bác khi mua hàng của em là các bác chịu khó xem một chút cho em, xem video đi để cả hai bên mình thuận mua vừa bán nó dễ. Còn khi hàng bên em chuyển đến cho các bác nhé, khi hàng bên em chuyển đến cho các bác mà nó không đúng với lại cam kết, hoặc là không đúng, hoặc là bị vỡ bị hỏng bị cháy, đấy là trách nhiệm bên em sẽ phải lo, các bác không phải lo, được chưa. Còn khi các bác nhận hàng thì bác cần kiểm tra hàng giúp em. Đây đôi loa này bác lấy này, bác kiểm tra hàng em, ví dụ bên em giới thiệu cho bác như này, tất cả bác em quay kỹ rồi không vỡ, mà về bác thấy nó vỡ sứt ở đây này, nó vỡ này, nó nứt này, bác hủy đơn hộ em. Còn nếu bác xác định lấy thì bác điện với em hoặc là đàm phán với bên vận chuyển là họ đền bù như nào. Đây vỡ như này, tôi phải sửa hoặc tôi làm hộ các anh chỗ này mất tầm 300 hay 500, bên vận chuyển họ nhất trí thì bác lấy, còn không là họ phải đền vào các bác. Bác chú ý hộ em. Mà có nhiều đôi đây em sẽ quay về sau nhé. Đấy, nói tóm lại là vẫn quay cho các bác xem và thỉnh thoảng cũng nói thêm một số cái vấn đề về mua bán hàng cho các bác nó thuận tiện. Đây ạ, đây là đôi loa Onkyo model là D602F, bác chú ý hộ em nhé, không phải trơn đâu ạ. Máy ép công suất mắc của nó là 150W một loa. Vậy là một đôi này có công suất mắc là 300W. Trở kháng 6 ohm. Hàng made in Japan. Được chưa? In Japan cho bác luôn, ok chưa? Hàng made in Japan đấy các bác nhé, bác chú ý hộ em. Đây, bên này cũng vậy. Đấy. Bây giờ nên là bạn còn đế của nó thì quá chắc chắn rồi. Riêng đối với lại dòng loa Onkyo kể cả đế rồi là loa em đẩy xa cho các bác một chút nhé, để xa ra các bác đỡ lóa. Riêng dòng Onkyo thì tất cả thùng vách gỗ của Onkyo thì nó quá chắc chắn rồi. Sau đây lỗ thùng hơi, đặc biệt là con này lỗ thùng hơi phía trước nữa. Con này có kích thước chiều ngang của thùng này, kích thước chiều ngang của thùng nó khoảng độ 22 đến 22, chiều sâu của thùng cả ê căng nó tầm 35 36 chiều sâu, và chiều cao thế nào 1 2 3 4
4 gang mới còn đấy nữa, tầm 90 nhá, chiều cao tầm 90, chiều cao 90 ạ. Đấy. Và mức giá thì em đã báo cho bác rồi, 7,9 triệu. Những đôi loa như này không phải là dễ có đâu bác ơi. Onkyo các bác dòng bookshelf thì nhiều thôi, nhưng dòng loa cột, loa cây mà đẹp như này ít lắm. Mà mức giá như này thì các bác cứ tham khảo. Em yêu cầu các bác đi tham khảo đi, xong hạng chốt, thế cho nó nhanh. Còn loa bãi thì không phải lúc nào nó ngon bổ rẻ được. Tự nhiên một đôi loa này nó trị giá 7-8 triệu như thế này, mà nó có 2-3 triệu thì bác phải xem lại không em nhé. Không có đâu, mà 4-5 triệu chẳng có chứ, nó chỉ 2-3 triệu. Giá này là giá đã quá sập sàn rồi, không còn giá thấp hơn mà đẹp như này em vái. Lúc đấy em mua lại ngay. Rồi em chào các bác, bác nào có nhu cầu liên hệ với em cảm ơn.